Mặt trăng. Đây là một trong số ít các thiên thể vũ trụ bạn có thể quan sát mà không cần kính thiên văn. Đó là mặt trăng lớn thứ 5 trong hệ mặt trời, rộng hơn 3.460 km, vệ tinh tự nhiên của trái đất lớn hơn cả sao Diêm Vương. Bề mặt mặt trăng có nhiều vết rỗ với núi lửa, miệng hố do đá không gian để lại và các vũng dung nham cứng. Trước đó, dung nham này từng nổ qua lớp vỏ khi các tiểu hành tinh phá vỡ bề mặt. Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên đặc thứ 2 trong hệ mặt trời sau mặt trăng Io của sao Mộc. Ở sâu bên trong, mặt trăng có một lõi sắt đặc. Thứ này bé xíu, chiếm vỏn vẹn 1-2% khối lượng của mặt trăng và rộng 676 km. Nó được một lõi bên ngoài với sắt lỏng nóng chảy bao quanh, lớp phủ dày hơn 1.300 km. Nó được tạo thành từ đá dầu magie và sắt. Và lớp bên ngoài của phần bên trong mặt trăng, vỏ dày 67 km. Lớp ngoài cùng dày 10 km của nó gần như bị vỡ vụn. Đó là các thiên thể không gian đã va vào mặt trăng trong hàng triệu năm rồi. Bề mặt mặt trăng được tạo thành từ oxy, silicon, magie, sắt, canxi, nhôm và một lượng nhỏ các nguyên tố khác. Lỗ đen. Lỗ đen là một trong những vật thể bí ẩn nhất của vũ trụ. Chúng có một lực hấp dẫn vô cùng lớn, không có gì, kể cả ánh sáng có thể thoát khỏi lực này. Vì những lý do hiển nhiên, chưa ai có cơ hội kiểm tra xem bên trong lỗ đen có gì. Nhưng ngay cả như vậy, các nhà khoa học đã có được hình ảnh chi tiết về khí với mật độ cao bao quanh một lỗ đen. Nó có một thành phần hóa học độc đáo với một lượng lớn hydrocyanua và hydrosulfua. Sau này, khám phá này có thể giúp các nhà thiên văn học tìm ra lỗ đen ẩn sau lớp bụi. Sao Chổi. Có biệt danh là quả cầu tuyết bẩn. Sao Chổi là thiên thể không gian băng giá, thải ra bụi hoặc khí. Các nhà thiên văn học tin rằng chúng là thứ sót lại từ chất hình thành nên hệ mặt trời cách đây hơn 4 tỷ rưỡi năm. Một số sao chổi quay quanh mặt trời, nhưng hầu hết chúng có thể được tìm thấy trong đám mây Oort, vùng xa nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Một sao chổi có một hạt nhân rắn với một lõi đá nhỏ. Hạt nhân có thể rộng tới 16 km, được tạo thành từ băng và bụi, và phủ một lớp vật liệu đen hữu cơ. Băng này không chỉ bao gồm nước đóng băng mà còn các khí đóng băng, carbon dioxide, carbon monoxide, ammoniac và methane. Một số sao chổi chứa nhiều băng hoặc đá hơn, trong khi các sao chổi khác có nhiều bụi hơn. Khi sao chổi đến gần mặt trời hơn, phần băng giá của nó dần chuyển thành khí. Đám mây này được gọi là coma. Nó có thể rộng 1,6 triệu km và dài đến 116 triệu km. Đuôi sao chổi được hình thành do gió và ánh sáng mặt trời, bởi vậy chúng luôn chỉ ngược lại với mặt trời. Tiểu hành tinh. Những tảng đá không gian bất thường này có kích thước khác nhau, từ nhỏ như tảng đá tới lớn như sân bóng đá. Chúng là các mảnh đá rắn còn sót lại của đĩa khí và bụi bao quanh mặt trời trẻ cách đây 4,5 tỷ năm. Các tiểu hành tinh được tạo thành chủ yếu từ đá hoặc đất sét và silicat trộn với kim loại như sắt và nickel. Nó phụ thuộc vào mức độ gần của một tiểu hành tinh với mặt trời. Nếu khoảng cách nhỏ thì nó chủ yếu bao gồm carbon với một lượng nhỏ oxy, hydro và nitơ. Tiểu hành tinh xa hơn bao gồm đá silicat. Các tiểu hành tinh giàu kim loại được làm từ 80% sắt và 20% các kim loại khác như vàng, magie, bạch kim, paladi, nickel, v.v. Thiên thạch. Chúng chủ yếu được hình thành khi các tiểu hành tinh va chạm với nhau. Ngoài ra còn có các vi thiên thạch. Chúng siêu phổ biến trong hệ mặt trời luôn. Thiên thạch được làm từ silicon và oxy. Một số thiên thạch có chứa kim loại như nickel và sắt. Các thiên thạch như vậy dày đặc và lớn hơn. Các thiên thạch đá mỏng manh và nhẹ hơn nhiều. Sao lùn trắng. Không sớm thì muộn, khi mặt trời của chúng ta hết nhiên liệu chính, hydro, nó sẽ trở thành sao lùn trắng. Khi một ngôi sao đào thải gần như toàn bộ vật chất bên ngoài thì nó chỉ còn lại lõi nóng. Nhiệt độ của nó đạt tới 10.000 độ C. Sau đó, sao lùn trắng dần hạ nhiệt. Quá trình này diễn ra trong vài tỷ năm tới. Nghịch lý thay, ngôi sao càng nặng thì kích thước của nó càng nhỏ. Bên trong một sao lùn trắng, trọng lực ép vật chất chặt đến mức các electron tạo nên nguyên tử của ngôi sao bị nghiền vào nhau. Quá trình này tiếp tục cho đến khi không còn không gian trống. Bởi vậy mà một muỗng cà phê vật chất của sao lùn trắng nặng hơn 5 tấn, bằng một con voi đó cả nhà.
Các nhà thiên văn nghĩ sao Lùn Trắng có thể có một lớp vỏ không rộng hơn 48 km dưới bầu khí quyển của sao. Phần đáy của lớp vỏ này có thể là một lớp kết tinh của các nguyên tử oxy và carbon. Hành tinh khí khổng lồ. Không giống như hành tinh đá có kim loại và khoáng chất silicat trong thành phần của chúng, các hành tinh khí khổng lồ chủ yếu bao gồm khí. Bởi vậy mà chúng thường lớn hơn nhiều so với những người bạn của chúng. Sao Thổ và sao Mộc là hai hành tinh khí khổng lồ nổi tiếng nhất trong hệ mặt trời. Ở tâm của hành tinh khí khổng lồ có một quả cầu nóng chảy gồm đá rắn hoặc lỏng, hoặc lõi kim loại. Không có nó, gã khổng lồ khí không thể hình thành. Nhưng trọng lượng chính của hành tinh nằm ở các khí bao quanh lõi. Chúng có thể khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hydro và heli với chút dấu vết của metan, ammoniac và nước. Các gã khí khổng lồ không có bề mặt rắn nào. Càng đi xa khỏi lõi thì bầu khí quyển của chúng càng bớt đặc đi. Ở một nơi nào đó trên đường đi, nó thậm chí còn trở thành chất lỏng nữa đó. Sao Sung. Vật thể hình cầu này thường to bằng một thành phố lớn, nhưng có khối lượng lớn hơn mặt trời của chúng ta. Sao Sung thường trông giống các ngôi sao nhấp nháy, bật và tắt. Sự chấp nháy của chúng dường như có các khoảng đều đặn. Nhưng trên thực tế, sao Sung không nhấp nháy đâu. Vật thể không gian này là một ngôi sao neutron, quay vòng với từ trường cực mạnh. Nó có thể mạnh hơn của trái đất tới 1 triệu tỷ lần. Từ trường này gửi các dòng hạt dọc theo hai cực từ của nó. Chúng tạo ra hai chùm ánh sáng mạnh chiếu ngược chiều nhau. Đó là điều làm cho các sao Sung trông như thể chúng nhấp nháy khi quay. Lõi của sao Sung là chất siêu lỏng, nghĩa là nếu bạn khuấy nó lên, nó sẽ quay vĩnh viễn. Lõi được bao bọc trong lớp vỏ bên trong và lớp vỏ cứng bên ngoài có bề mặt giống pha lê. Sao đỏ khổng lồ. Đôi khi một ngôi sao dùng hết hydro, các nguyên tử heli của nó bắt đầu hình thành nên các nguyên tố lớn hơn, ví dụ như carbon. Lõi của ngôi sao sụp đổ vào trong dưới áp suất này, rồi các lớp bên ngoài của nó trải ra và nguội đi. Ngôi sao trở nên lớn hơn, lạnh hơn và có màu đỏ tươi. Vấn đề là khi các lớp bên ngoài của ngôi sao sụp đổ dưới tác động của trọng lực, chúng sẽ nóng lên. Và một khi lớp vỏ xung quanh lõi trung tâm đủ nóng, ngôi sao sẽ có một nguồn năng lượng mới. Lõi của nó còn trở nên nóng hơn trước, và các phần bên ngoài của ngôi sao phồng lên, biến nó thành một ngôi sao đỏ khổng lồ. Trong tâm của ngôi sao có một lõi trung tâm bao gồm sắt. Một lớp được tạo thành từ nitơ, oxy và carbon bao quanh lõi này. Tiếp đến là một lớp vỏ heli và lớp phủ hydro bên ngoài.